Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại là đang có mặt tại Cà Mau để tiếp tục cập nhật cho cả nhà về thông tin của cái sự việc 4 người không qua khỏi ở Cà Mau thì đã đến đây để đính chính lại cái sự việc mà của gia đình, cũng như hôm nay chính thức cái con trai của người bị sát hại đã chính thức đính chính cho cả nhà. Thì lại mời cả nhà cùng theo dõi để gặp trực tiếp cái người con trai trong gia đình này nha. Mẹ của em thì là bà mang bầu là có một người con trong bụng thôi, chứ không phải là song sinh hai đứa gái gì. Dạ. Bữa của bà là đứa con trai. Trai ha. Dạ. Cưng là cha lớn hay sao? À, là cha lớn. À. Rồi là xuất vô chủ không nhi ha. Có một thôi. Là bé trai ha. Bé trai. Tại vì em có bầu coi khám nghiệm tử thi. À. Có rồi coi khám nghiệm tử thi thì thấy bóc ra một đứa bé. À. Có dương vật. À, đứa trai nha. Dạ. Rồi thông tin là em có nghe thông tin hồi nãy, anh thấy cái gia đình cũng có bức xúc, thông tin là nói là con không phải con người này, con không phải con người kia, thì cưng có thể chia sẻ để cho cộng đồng hiểu ngay lúc này được không em? Đó là do là đăng lên có nhiều cái bình luận ở trên mạng á. À. Người ta bình luận nói là giết là con với cha dượng em á, dạ. Là nói như thế người thân của em đọc được mới bức xúc. Mới không cho quay với có nhiều người cứ vào đây không xin phép rồi cứ tự quay rồi bật livecam lên trời lắm la. Rồi nhà em không chịu, nói chung là xin phép đàng hoàng, rồi có nhiều người ta livecam không xin phép luôn ha. Dạ. À. Chưa có một cái livecam bay trên đó đó. À. Mà không biết có ai chứ quay rồi cái thấy cái nó lạng mất tiêu rồi. À. Không có... mà cho anh hỏi là cái em biết là cái đứa bé trong bụng là con của Khoa đúng không? Dạ đúng. Ừ thì những cái thông tin mình phải cần đính chính lại, tại vì có những cái tờ báo lá cải thì họ đưa thông tin sai thôi, chứ làm cho gia đình họ hiểu lầm. Dạ. Gia đình em hiểu lầm chứ không phải rằng ở đây các YouTube đưa thông tin đâu. Ở đây là tất cả là nói là con ruột của người đó hết. Từ hôm qua là báo đưa ha. Đưa là Song Nhi nữ. Song Nhi ha. Đó là do là nghe lời kể của người đó đó. Là cha sao của em đó là ông chỉ nói thôi chứ ông chưa có đi siêu âm nữa mà sao ông biết được trong đó bao nhiêu người trong. Tính ra thì nếu mà thật sự ra chỉ có 4 người thôi ha. Chính xác là 4 người. 4 người. Thì gia đình ông chú em ruột của ông mất là cũng nói sáng rồi, chính xác giữa 4 thôi chứ không phải là 5. Là xương bụng là xương trai, không phải là con trai. Em là còn một người em nữa phải không? Dạ đúng rồi, một người em song sinh. Song sinh luôn hả? Dạ. À, nói chung là những thông tin hiện giờ đăng trên không gian mạng xã hội là thông tin không chính xác. Đó là Song Nhi nữ là sai nha. Ở đây là chỉ có một thôi. Một đứa bé thôi. Gia đình xảy ra là chỉ có 4 người thôi nha cả nhà. Nhưng mà... còn nói là 5 là sai. Nhưng mà nhất xin... cái thứ hai nữa, một số người thì... tự ý vào quay trong nhà và có những cái rất là quá đáng và tự ý bay play cam để quay trong nhà nên gia đình rất là khó chịu những vấn đề đó. Gia đình họ đang có một cái nỗi đau rất là lớn. Đúng. Thì chúng ta nên thông cảm và đưa những thông tin chính xác, còn những cái gì mà chúng ta không biết thì đừng có đưa thông tin, tại vì bây giờ đang là lúc đau khổ nhất. Tự hỏi coi, thử đặt trường hợp mình vào vị trí đó đi, mình đau khổ cũng chẳng muốn chia sẻ cái gì đâu. Với cô chú anh chị, những người mà bình luận phía bên dưới đó, không nên bàn ra tán vào. Em này là người trong nhà và khẳng định 100% là con của cái người cha sau này, chứ không nói là thông tin mà con người này con người kia, chính xác là con của cái người cha sau nữa nha. Đây là từ người trong nhà nói ra luôn, chỉ còn là mẹ em tên gì em? Mẹ em tên là Phan Liên Khương. Khương ha, chị Khương. Đó là con của Khoa chứ không phải là con của ai cả đâu. Mà chúng ta bây giờ họ đã mất rồi, dù đúng dù sai thế nào chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của gia đình. Thì vì từ sáng đến giờ là các anh em không cập nhật tin tức được là vì những cái lý do đó. Và khi mà vào trao đổi với gia đình thì người chị gái hay là em gái gì đó của chị Khương cũng đã nói như vậy, đâm ra là những cái thông tin chúng ta là cần phải kiểm chứng lại cho nó chính xác. Dù gì chị Khương cũng đã mất rồi và người nhà họ rất là đau khổ luôn. Em cảm ơn rất nhiều. Cái này là con ơi, bé trai này bị hình như bây giờ là con như không còn cái tinh thần nào nữa đúng không? Còn người kia là em nữa, là em có đâu rồi? Dạ, chồng kiểu ngồi lại. À, hồi đó giờ hồi đó giờ cưng ở đây luôn hay là ở đâu? Dạ, nhỏ lớn là sống với ngoại. Ngoại ha. Dạ, ở đây luôn.
Rồi sau này cái em mới ra Cà Mau em làm khoảng hơn một năm rồi. Em đang làm thì nghe cái vụ này em chạy về. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 18 tuổi. Em học tới lớp mấy em nghỉ? Em học tới lớp 9 em nghỉ. 9 nghỉ, và hiện tại công việc của em đang làm cái gì? Dạ em làm cho một cái vựa mía tư nhân á. Em làm công việc giao mía. Giao mía hả? Từ khi mà xảy ra cái vụ việc á, khi mà mẹ em mất liên lạc với em là em cũng không có nghi ngờ bất cứ một cái điều gì ha. Dạ đúng rồi. Rồi khi đến mà người nhà báo tin, ai là người báo tin cho em? Dạ là Út em. Út báo tin cho em ha. Út em về nhà thấy cửa khóa hết trơn á. À. Rồi mở cửa ra mới nghe một túi là báo công an rồi báo tin cho em biết. Vậy ha. Út em là cái người hồi nãy đó. À là cái người áo vàng đó. Áo vàng. Cái cô mà nói đó. Dạ. Đó thì anh chị em nào cũng đưa tin thì nói cho chính xác chuẩn xác á. Nói chung hồi sáng giờ gia đình thì ông chú kia thì cũng em của cái ông chú mất á, thì cũng đã đính chính cái vấn đề là không có vụ Song Nhi nha. Rồi cả em này là con ruột của chị mất luôn, cũng đã nói một lần nữa rồi nha, để cho cả nhà hiểu. Và gia đình cũng đang rất là buồn, nhưng mà nghe những cái thông tin trái chiều thì gia đình cũng rất bức xúc và cũng không muốn chia sẻ. Nhưng mà đây thì em trai này cũng là con trai lớn của chị mất á, cũng đính chính để cho cộng đồng hiểu được cái sự việc như thế nào. Thì khi mà những cái sự việc đau lòng như thế này, khi chúng ta đưa lên không gian mạng xã hội, các bạn nên đưa thông tin và tiêu đề cho nó chính xác xíu, không giật tích để gây ảnh hưởng đến gia đình như các bạn. Tôi thấy một số anh em đưa giật tích rất là coi như là trầm trọng, và đưa những cái câu chuyện nó sai lệch đi, làm ảnh hưởng tới gia đình người ta rất là nhiều nha. Không phải là cái nỗi đau là một người em ruột mất đâu, một người chị ruột mất mà ngay cả cha mẹ họ cũng mất nữa thì họ rất là đau lòng luôn. Thì phải đưa những cái thông tin chính xác để cho tránh gây những cái hiểu lầm về sau. Người nhà họ bức xúc cũng có lý do của họ. Bây giờ em mới ngồi như hầu như không nói được một cái lời. Bình thường em có tiếp xúc với cái người cha dưỡng này không? Dạ em với ổng thì không có hợp nhau. Với ổng cũng ghét em á. Rồi em đi làm á, nếu mà có em ở nhà thì ổng không nói gì chứ. Còn ngồi chứ cưa biết rồi. Còn em đi làm rồi thì ở nhà kiểu như nói này nói kia cho ngoại em tin. Đừng đá luôn đá luôn đó. Nói chung là anh này cũng không ưa em ha. Dạ, nói chung nói thẳng nhưng ra. Nhưng mà lúc ở nhà là nó sẽ không nói là nó sinh năm 2000. Nó mất căn cước công dân nó là 35 tuổi. Nên mẹ em cũng nghĩ là ba mươi mấy tuổi rồi cũng không kém bao nhiêu. Chứ cũng hợp nhau rồi, ở chung với nhau. Vậy đó. Không mà cái tình yêu nó đâu nói trước được cái tuổi tác bình thường. Như ví dụ tại vì em cũng gần bằng tuổi với cha dượng của mình á. Và đâm ra những cái tuổi mới lớn thì đâm ra có những cái xích mích và những cái mâu thuẫn khác nhau. Chưa em có đọc ai có cái tôi mà cái bình luận ở trên mạng là nói cái một chị kia bà nói là giống cái vụ gì ở Bình Dương Bình Phước gì đó, mê trai mà hại cả nhà vậy đó. Cái em anh suy nghĩ sao về cái những cái bình luận đó? Không, kiểu người ta cũng không biết. Tại hồi sáng trên báo Thanh Niên á, báo lớn á, là người ta đồng loạt nói luôn rồi. Cô đăng tức là Khoa này đã ở cùng với chị Khương này gần một năm trời. Ba năm lần ha. Thì lấy ở đây hơn 3 năm rồi. Thì lấy đâu ra mà cho người ta đàm tiếu về cái việc mà mê trai đi nào đâu? Anh Khoa này ở ghế đây luôn chứ không có gì. Giờ đúng, không ai biết mặt cha mẹ anh chứ. Theo được chia sẻ là ảnh em biết là nguồn gốc ảnh ở đâu rồi, có làm nghề gì không? Cái lúc đó ổng nói là ổng cho dây bàn bắn cá, là ổng gãi bàn bắn cá khắp từ Sài Gòn xuống dưới Cà Mau luôn. Rồi quê của ổng là ở hẻm nước ngọt chứ không phải là ở trên Bạc Liêu. Rồi em nghe thì nói chuyện nít còn tin, để xem tin được. Rồi em cũng không ưa, rồi có nhiều lần em cự cãi với ổng nữa nên ổng cũng đâm ra ổng ghét em luôn. Em ơi, rồi khi mà Khoa với mẹ em mà có sống với nhau có làm đăng ký kết hôn không? Dạ không. Không đăng ký kết hôn ha? Không cần đăng ký gì chứ, không đám cưới luôn. Cái chuyện mà người ta sống chung cũng 3 năm mà đi đồ mà mê trai là bậy rồi mà. Cái bé này ở trần là do bị phỏng á cả nhà, cho nên là ở trần lưng em bị phỏng rất là trầm trọng nha cả nhà. Phía sau á. Với lại có một cái chi tiết này là anh nghe mấy cô hàng xóm nói là cái tên Khoa này nè, nói chung là ăn nói rất là nổ đúng không ạ? Đúng. Nói là sẽ xây cầu rồi nói chuyện tiền tỷ đúng không ạ? Đúng. Đúng không? Cái đó là có. Anh nghe mấy cô nói gì chưa?
đó là sẽ xây cầu trước nhà để xe du lịch chạy qua lại rồi đó, rồi chứ nói chung là nổ cho hàng xóm rất là nhiều. Kiểu cách mà sống thể hiện đó, đúng không? Đúng rồi, nó nói kiểu như là nó là cháo hiệp đen chùm xì gì đó, trang hồ mạng ha. Rồi xong cái nó nói là nó có người tổ gì sống mấy trăm tuổi gì đó, đàn em của nó bị đứt cái tay là phù phép mọc cái tay ra luôn. Ghê. Người chết là sống vậy luôn. Mà tới em chọt vô á, em chọt vô em nói là rồi thí dụ rồi phù phép cho người nhà tôi sống lại được không, thì nó sẽ nói là không có duyên. Nó nói vậy đâm ra em cười nó. Vậy là cái tay này là chơi có cái chơi cái kia rồi, cho nên là suy nghĩ chuyện trên mây không à. Thế là mai thúy vậy đó. Con em thấy có dấu hiệu nó có chơi kích thích rồi không, mà nó sao nói chuyện trên trời dưới đất vậy? Nó chích chì đá. À rồi. Nó lúc mới về đây là nó nhậu dữ lắm. Còn cái môn cờ bạc có không? Cờ bạc thì nó không, nhưng mà nó đi tối ngày. Anh nghe người dân kể là nói là thường xuyên là đi mua thịt thiếu rồi cái bắt đầu là nói rằng em gửi về cho gia đình là có không? Có đúng đó không? Đúng, cái đó đúng. Là do là kiểu như nó chơi cái đồng tiền xây á, nó mượn người này xong cái nó đi bao nhậu người kia cái bữa sau nó mượn người kia cái nó lợi bao nhậu người này kia đi mượn xây dòng cũng nhưng mà kiểu như anh này là thích thể hiện kiểu như là ấy vậy đó. Ra đường là lúc mới xuống đây á là lúc nào cũng có nhát mấy cây dao hay là kiếm gì nhát cướp xe á. Rồi lúc đó là em đã không thích rồi, là em vô được một năm là em không thích tới bây giờ luôn rồi. Ủa là sao đem vô nhà em rồi lúc đó không có ai hỏi là sao đem vô kiểu chuyện. Nó cháu hiệp đen nó chùm giang hồ rồi. Hiệp đen là giang hồ TikTok đó. Thì đó rồi nó nói vậy trong nhà, ông ngoại em thì ở cũng ở trong quê em dễ tin mà. Em cũng tin luôn. Rồi để trong nhà để phòng thân rồi. Bị phỏng rồi anh. Phỏng. Ủa cái hồi nãy là có cái vụ mà đem tin là có vớt xuống là cây búa ở dưới hầm luôn ha. Búa dưới đá neo hả? Có không? Cái chuyện cái búa thì em có nghe nhưng mà em chưa được thấy. Hôm nay công an có vô thu giữ hiện trường hả? Thu giữ mới nãy tăng bật luôn hả? Mới nãy ở dưới mương á. Trước mắt thì theo nhận định của mình thì cũng đã phát hiện hai tội rồi. Đầu tiên chúng ta là cái tội mà ám sát. Lấy bao nhiêu tiền em biết không? Theo thông tin tiền. Tội thứ hai là cái tội mà cướp tài sản. Bởi rất là kỹ. Bởi cái tiền nhưng mà không con nhà cũng không biết đâu. Sao nó vô chống rồi cho bạn ngồi à? Sau sự việc này thì em có về đây hay không? Hay là như thế nào? Em nghĩ làm khoảng 1 tháng gì đó cho về đây để em nối nhau nhà ha. Còn người em, còn em nữa ha. Dạ. Thôi thì anh cũng đó chia sẻ nỗi buồn với gia đình của mình nha. Cho cả nhà biết để có những cái thông tin sai sự thật rồi gia đình ta đang buồn rồi. Và nói gì thêm nó bớt rồi. Với lại những người những anh em mạng xã hội đưa tin thì đưa cho chính xác đấy. Với lại khi mà đưa thông tin lên thì những anh chị bình luận vui lòng bình luận khiếm nha, đừng những bình luận gây kích động nha cả nhà. Bởi vì gia đình người ta đang mất mát đau buồn. Nói thẳng ra như vậy là mình chỉ bàn về cái vụ án thôi. Còn những cái quyền riêng tư này nọ là xin thôi không được nhắc đến nữa. Rồi. Thôi cho bây giờ cũng chia sẻ cái nỗi buồn với gia đình của mình ha. Cảm ơn em nhiều và nghỉ ngơi đi em. Chính cái sự việc rồi sức thuốc đi cho nó đỡ ha. Bị phỏng cho nên là chia buồn cùng em.